Chương trình giờ dạy với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa hàng tuần trên màn ảnh Người Việt TV trân trọng kính chào quý khán giả. Kính chào Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính chào ông Đinh Quang Thái, kính chào quý khán giả. Thưa ông Nghĩa, hôm nay thì có một cái đề tài mà nó gây cho tôi cái sự chú tâm nhiều năm lắm rồi. Nhưng mà hôm nay mới có dịp để nêu lên để mong ông dạy ảo. Tôi có ghi nhận một cái hiện tượng này từ các bậc ông cha của thế hệ lớp tuổi tôi đó. Cho tới ngay bây giờ những người ngang tuổi cũng vậy đấy. Dường như người Việt Nam mình nệ tàu, đó là chứ nó nhẹ thôi, còn nếu nói nặng đó là mình bị lệ thuộc vào văn hóa người tàu hay là mình bị ảnh hưởng nhiều quá. Đưa một cái bằng chứng nhiều lắm, thí dụ như là văn chương Việt Nam chẳng hạn, Nguyễn Bính khi viết về cái hùng khí của một người Việt Nam thì lại phải dùng tích tàu là kinh kha quán lạnh sầu nghiêng chén. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn khi làm cái hịch Hưng Đạo cũng dùng đến tích tàu. Rồi ngay bây giờ nó có nhiều sinh hoạt trong cộng đồng mình, đôi khi mở đầu bài diễn văn thì cũng phải bảo rằng Khổng Tử nói rằng chúng ta không có tư tưởng à, mà cái gì chúng ta cũng dựa vào người tàu. Ông dè ông sao? Tôi nghĩ có lẽ là có khi tôi cứ mong rằng là mình có được một cái chương trình tên là Giờ Dạy Ảo. Mà tôi sợ rằng là có khi mình sẽ phải có một cái chương trình khác. Tôi cứ muốn đi tìm một cái, không phải là tôi nói cái này ông Thái đừng có hiểu lầm, đó là tôi muốn đi tìm một cái vị học giả mà nếu có thể gọi là xinh đẹp được một chút đó, để cho nó thương cô hai ông già nói chuyện khôn ngoan quá. Thì sẽ phải có một cái chương trình đó, đó là trên Người Việt báo viết đó, ấn loạt đó, đó thì tôi có cái chương trình đó là Hoa Kỳ nhìn từ bên ngoài. Thì tôi nghĩ là tôi đang muốn có cái chương trình đó là Trung Quốc nhìn từ bên trong, mình nói thật về cái bản chất của Trung Quốc nó ra làm sao. Thì giờ kính thưa quý khán giả, cái điều của ông Thái nói đó là thực sự ra đó là tôi không có bị gọi là dị ứng hay nhạy cảm, là tại vì những nhà văn lớn của Tây phương nhiều khi đó họ có khi họ trích dẫn tiếng Latin hoặc là họ trích dẫn tiếng Hy Lạp nó kia, thế nhưng mà họ cũng coi cái Latin và cái Hy Lạp đó đó là chuyện cổ lỗ sĩ rồi. Nói nôm na ra nó đã mồ yên mà đẹp, tại vì Hy Lạp ngày hôm nay đó đó là một con bệnh của Liên Âu trong khối Âu Châu, và cái nước mà sắp sửa bị khủng hoảng sắp tới đó, đó tức là nước Ý, đó cũng là hậu thân của cái nền văn minh đó. Thành ra tôi không có khó chịu khi mà người Âu Châu dùng những cái tiếng Latin là tiếng cổ La Hy, tức là cổ La Mã và Hy Lạp, hoặc là các bậc gọi là trí thức hay là nghệ sĩ chúng ta dùng, về cụ Nguyễn Du viết là rừng phong thu đã nhuốm mùi quan san, thì chữ quan Thì quan san đó sát là là chứ không ai hiểu cái đó là gì cả, tích và cầu đến khi hỏi cây phong là cái gì đó là chúng ta ơ có mơ ngay, này. là tại vì có khi nghĩ rằng là giải thích cái đó là cây bàng, thế nhưng mà cái cây phong có thể nó là cái cây gì khác mà nó ở bên tàu, là tại vì nó xuất phát từ trong cái văn chương của tàu, thì cái đó mình thông cảm. Tại vì khi người ta sáng tác thì người ta có quyền gợi hứng đường chuyện khác. Nhưng mà khi mà mình nghĩ đến chuyện đất nước mà mình cũng bị ảnh hưởng như vậy thì cái đó tôi mới cho rằng là nó là một cái nguy. Và có thể kỳ này thì chúng ta sẽ nói về cái chuyện đó. Có một cái điều này là tôi vẫn chưa biết rằng cái hướng nào là đúng. Từ xưa tới giờ lúc còn bé đó, thì cái thế hệ chúng tôi và tôi tin rằng rất nhiều người khác vẫn còn nhớ là trong sách giáo khoa đều dạy rằng đất nước Việt Nam chúng ta bắt đầu từ ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mau, tức là từ cực Bắc của Việt Nam cho tới cực Nam của Việt Nam. Nhưng mà cái ải Nam Quan á, có giả thuyết sử thì cho rằng thuộc vào lãnh thổ Việt Nam, cho nên khi mà mình dùng chữ ải Nam Quan là mình nói sai, mình phải nói là ải Bắc, bởi vì đứng từ Việt Nam mình nhìn ra là ải Bắc. Nhưng mà mới đây đó, thì giáo sư Lê Mạnh Hùng là ông tiến sĩ sử học ở London qua đây ra mắt cái bộ gọi là nhìn lại sử Việt đó, thì bảo là trong sách sử chưa bao giờ nói ải Nam Quan là của Việt Nam cả. Thì theo hiểu biết của ông Nghĩa mình nên giải ảo như thế nào? Tôi nghĩ rằng là ông Hùng ông nói đúng. Và chúng ta phải nói như thế này để cho khi mà mình phân tích nó, mà mình có thể mình đưa ra một số những cái nó có cái tính chất phê phán đó, đó thì có thể nhiều người hiểu lầm nghĩ rằng là chúng ta kiêu mạn, chúng ta dám gọi là đả kích tổ tiên hay những cái bậc trưởng thượng thế hệ đi trước. Theo như tôi hiểu đó, đó thì cái chữ đó 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 đã có từ đời nhà Minh bên Tàu, tức là nó cách đây 400 500 năm. Nhưng mà khi mà người Việt chúng ta đang dùng cái chữ bây giờ ải
AI hỏi và Nam Quan đó, tức là chúng ta dùng chữ quốc ngữ. Cái đó nó cũng chỉ mới có bắt đầu từ đầu thế kỷ 20 thôi. Và những sáng tác khi chúng ta nghe nói đến chuyện con yêu quý chớ xuôi lòng mềm yếu, gác tình riêng vỗ cánh trở về Nam, con về đi tận trung là tận hiếu, đó là của nhà thơ Đằng Phương, tức là cái nhà Nguyễn Ngọc Huy chẳng hạn. Thì cái chữ Nam Quan đó, nó xuất hiện tương đối, nó khá trễ trong cái gọi là văn học của chúng ta. Cho đến bây giờ thì chúng ta nghĩ đến chuyện đó, chứ còn thời Nguyễn Trãi, Phi Khanh có khi không dùng cái chữ đó. Cái vấn đề nó như thế này, này là chúng ta không để ý. Chúng ta dùng một số khái niệm chữ nghĩa của tàu. Cái địa danh đó là của tàu, có thể rằng là nó cách cái biên giới của Việt Nam một cái khoảng cách tôi không biết chính xác, nó là nửa cây số hay là nó là 750 thước hay là một cây số, hai cây số gì chúng ta chưa rõ chuyện đó. Rồi cái biên giới đó, nó có thể nó xê dịch trong lịch sử của nhiều dân tộc, biên giới nó xê dịch, nhưng mà địa dư thì nó không có xê dịch. Và cái quan trọng đó là văn hóa đó, nó phải tồn tại. Cái quan trọng nhất đó là văn hóa nó phải tồn tại, mà chúng ta đó là đang duy trì cái nền văn hóa trong một cái kỳ trước, mấy năm về trước, khi mà nhắc đến Hịch Tướng Sĩ của cái bậc đại anh hùng dân tộc, thì tôi có nói là tại sao chúng ta lại tự hán hóa như vậy. Thì cái tình trạng tự hán hóa đó, nó là một cái vấn đề mà chúng ta cần giải ảo. Thưa ông, nói tự hán hóa là làm tôi nhớ tới là cái lúc mà Quang Trung đánh nhau với Gia Long đó, thì cái lúc mà thống nhất được đất nước, chính vua Quang Trung là cái người đã đặt ra một cái quy luật là tất cả mọi văn bản trong triều đình phải sử dụng chữ Nôm. Và chúng ta nhớ là có những cái nhạc trong triều đình lúc đó cũng là nhạc của dân gian Việt Nam. Sau khi mà Quang Trung thua Gia Long, thì chính vua Gia Long lại là người đảo ngược cái đó lại và nói một cách gọi là hơi sách mé một chút, gọi là tại sao lại nôm, gọi là nôm na mách khóe, tức là ý không có gì về điển chế, không có một cái nền văn chương Bác học mà tại sao lại dùng những cái chữ nôm là chữ dân dã như vậy. Thì chính mình đã hán hóa mình đấy chứ không.